Thôi mời chúc sức khỏe bác ạ. Dạ vâng, mời, mời. À dạ vâng. Ai chà chà, cái đầu cá to gớm, con này dễ đến 3 cân. 3 cân 2 đi ạ. Dạ vâng. À, ở đây ấy, người ta phân cấp rõ ràng. Nhà giàu thì ăn mình, nhà bình thường thì ăn đuôi, còn nhà em nghèo chỉ ăn đầu thôi ạ. Dạ mời bác sơi món đầu. Vâng, mời cô chú. Cái món này ở nhà quê ngày tôi ngày xưa vẫn làm. Người ta gọi là món gì các cô chú biết không? Gọi là muối kho đầu cá. Lâu lắm tôi mới được thưởng thức cái món này đấy. À, giá có quả ớt gì? Ớt ạ, giá có ngay. Sao thế? Dạ, không có quả ớt nào. Nhạt một tí, không sao. Lại đây tao uống rồi lại xót tiếp. Dạ vâng, mời bác ạ. Lúc đấy, nhìn đĩa cá trong tủ của anh chị, vâng, tưởng bảy mấy quả ớt. Mình thèm ớt, thế lại cứ tưởng là ớt. Thế bác, này, cái đĩa cá của chị tươi chị gửi xong bảo chị lấy đi lại còn... Bảo rồi, nhưng mà chị bảo là tối chị mới lấy. Dạ, mời anh ạ. À, vâng. Khá hơn nhà cậu bằng nhiều. Ở đây toàn xây kín cổng cao tầng thế này. Này, trộm nhiều lắm hả? Này, ra đây, ra đây. Ôi giời. À, sao bây giờ mới về? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Sao không đi hẳn đến ngày mai mới về đi? Úi giời ơi, nhà có khách thế này. Chào bác ạ. Vâng. Dạ, em xin giới thiệu với anh. Đây là... Vợ cậu. Dạ, vâng. Tôi hiểu, hiểu rồi. Xin giới thiệu với em, đây là bác Sửu. Anh họ anh mới ở quê ra. Kìa, mở cửa mời bác vào. Dạ, mời anh, mời anh. Hả? Ủa? Thế này là thế nào? Ông ấy là ai? Anh moi ông ấy ở đâu ra? Hai nhau. Rồi, đã bảo rồi, đây là anh họ anh mới ở quê ra. Anh họ? Sao tôi chả gặp bao giờ? Anh có mười mấy ông anh họ. Em làm sao em biết hết được. Mà em gặp rồi em lại quên. Này. Hả? Anh mà bày đặt ra, nói dối tôi thì chỉ... Ây ơi, nói dối làm sao được, anh làm sao nói dối em? Anh xin thề. Thề, thề cá chê chui ống ý. Tin vào lời thề của anh chỉ có mà dại thôi. Còn ngây lắm đây, hẳn là có âm mưu gì. Âm mưu gì? Anh làm sao có âm mưu được với em? Anh đã nói rồi, đây là anh họ anh mới ở quê ra. Thế anh họ ra đây để làm gì? Làm gì? Làm gì làm sao anh biết được, anh có nói với anh đâu. Thế ông đi ở đây mấy ngày? Một ngày thôi, ngủ một đêm, mai đi ngay. Đi đâu? Đi đâu anh biết làm sao được. Ông có nói với anh đâu mà. Vô lý. Ông anh ra đây làm gì mà cũng không biết. Đi đâu cũng không hay. Này, ai... đi lắm đây nhá. Rồi ôi. Khai máu. Khổ quá thì đã nói rồi. Anh họ quê ra chứ là. Dạ anh ạ. À. Anh đi đâu ạ? À? Cô chú thông cảm. Tôi mót giải quá. Chịu không được, chú làm ơn mở cổng cho tôi ra thôi. Ôi trời, giải ạ, đây đây đây. Mời anh đây ạ. Dạ. Đây, bác đi vào đây nhá. Xong rồi bấm cái nút này xả nước. Xà phòng đây, bác rửa tay. Nhớ chưa? Rồi. Bác nhắc lại xem nào. À, đi xong, ấn vào cái nút này. Khổ, đây. À, nút này. Vâng. Xà phòng đây. Ra đây rửa tay. Đúng rồi. Thôi bác đi nhanh em. Đó, xong vâng. Xuống nhà uống nước vâng, nhá. Vâng. Ôi dồi ôi. Thôi, em thông cảm nhá. Chịu khó nốt đêm nay thôi, ngày mai bác ấy đi rồi. Một đêm mà chẳng méo mặt ra. Cái kiểu này rồi lại nhiễu đủ thứ cho mà xem. Những thứ này á, em yên tâm, anh có cách xử lý rồi. Anh biết các bác trong nhà ra là hay xin xỏ linh tinh lắm. Rốt cuộc thì chỉ có họ hàng nhà anh thôi, chứ làm gì có họ hàng nhà em. Đùng một cái là chú, đùng một cái là thím, rồi đùng một cái là ông anh họ. Ôi giời ơi, thôi, em uống nước đi cho. Ôi giời ơi, chết cha tôi rồi. Sao thế? Nóng, giạt quá. Thế làm sao đi ạ? Kiểu này lại mở nhầm nước nóng đây. May mà tôi còn cố dặn ra thấy nước đáy. Không có kịp phỏng hộp lên đấy. Vào đây á. Như mùi thủy luộc à. Ôi trời ơi. Lỗi tại em. Em quên không giải thích cho bác. Muốn sử dụng toilet, một bên phải có bình nước nóng. Đây. Bình nước nóng đây. Một bên phải có bình nước lạnh nhá. Muốn sử dụng nước tắm, phải đưa cần vào giữa, rồi kéo cần lên. Không bao giờ bỏng. Giặc dối thế kìa chứ. Thôi,
Bác ngồi uống nước đi. Vâng, bác ngồi uống nước. Chuẩn bị cơm là vừa rồi đấy. Uống nước đi bác. Vâng, chú cứ để mặc tôi tự nhiên. Nhà đẹp quá nhỉ. Chả bù cho nhà cậu Bằng. Ơi, sao nhiều rượu thế này? Đây là của bố vợ em gửi. À? Niêm phong hết rồi. Vâng. Cái máy truyền hình to nhỉ? Ôi trời ơi, cái máy truyền hình này là cũng của bố vợ em gửi, cũng niêm phong rồi. Đây này. Đây, có bật đâu đó. Ờ gì? Còn những thứ đồ linh tinh này nhá. À? Những thứ đồ linh tinh này là chắc em lại nhịn ăn để mua chứ gì? Dạ vâng. Tôi biết mà. Đúng. Nhịn ăn là vợ chồng em phải nhịn ăn đấy ạ. Mà này, chú ơi. Dạ. Thế cái bình nước nóng có luộc trứng được không? Mà sao lại luộc trứng? Cái đấy chỉ để tắm giặt thôi. Thế à? Vâng. Cái buồng đi tiểu đi đồng của chú mà cứ sáng tròn lên, mát chả phết, ngủ đấy thì tốt đấy nhỉ. Sao ngủ? Mà này, tôi hỏi thật chú nhá. Dạ. Thế lấy nước giải đâu mà tưới rau, lấy phân đâu mà bón ruộng. Cánh nhà quê chúng tôi à, có cho chúng tôi cũng chả dùng, lãng phí, phí lắm. Ui dồi ôi, em có ruộng đâu mà bón. Với lại ở liền thế này mà không sạch sẽ thì có mà ngửi suốt ngày à? Ôi dồi ôi. Ui dồi ôi. Sao bác lại xì ra đây thế này? Lần sau thì gạt vào cái xô này nhá. Rồi ấy, ở nhà tôi có quen hút thuốc nào xì ra nhà rồi bà ấy dọn dẹp quét. Vô ý, anh chị thông cảm nhá. Dạ vâng. Bác nhớ cho em, lần sau là bác ấy vào cái xô này cho em nhá. Vâng. Nhớ rồi, không xì ra nền nhà đẹp nữa. Cơm xong chưa em? Xong rồi. Xong rồi à? Nhà em làm cơm xong rồi, mời bác vào chơi ạ. Vâng, để tôi làm điếu thuốc này đã. Dạ. Nhưng mà thôi, ta vào trong đi, vừa ăn vừa hút. Dạ vâng, mời bác ạ. Để bác dùng cơm ạ. Dạ thưa bác, là nhà em không biết bác đến chơi đột xuất, cho nên nhà em không chuẩn bị. Tôi có cần cỗ bàn gì đâu. Điều cốt yếu là tôi đến đây uống với chú một chén rượu. Ấy, rượu này là của bố vợ em gửi, niêm phong hết rồi. Ấy, không sao. Đây, tôi có mang theo rượu đây rồi. Rượu nước chính công, tay con gái tôi đâu, chứ cái loại rượu ba lăng nhăng này à, tôi không có thể uống. Dạ vâng. Cô ơi, cho xin mấy cái chén. Minh, lấy cho anh mấy cái chén. Tôi có một cái thúng thế này, đi đâu cũng phải mang theo đũa cầy và cái chai rượu này. Dạ vâng. Rượu này ngon lắm, uống đến đầu miệng lên đây. Dạ vâng. Cô làm cái chén nữa đi, uống cho vui. Cảm ơn bác, em không biết uống ạ. Bác thông cảm, nhà em huyết áp cao, không uống được. Em xin ạ. Vâng. Dạ. Rồi tôi... em chúc sức khỏe bác ạ. Vâng, chúc sức khỏe cô chú. Dạ vâng. Thế ông bà ở dưới quê vẫn khỏe chứ ạ? Ông cụ vẫn đi đánh dậm đều chứ ạ? Ông bà nào đánh dậm nhỉ? Khổ quá, sáng bác chẳng nói với em là gì. Ông cụ vẫn khỏe, vẫn đi đánh dậm tốt. Còn bà cụ vẫn khỏe, vẫn đi cấy đều. Hai ông cụ đều khỏe cả là gì? Khỏe cả đâu. Dạ vâng. Thế Tuất con bác Mão đã lấy vợ chưa ạ? Tuất lấy rồi. Ui, bác cứ đùa, đến nhà em lại tưởng thật. Thằng Tuất mới có 12 tuổi, bác cho lấy vợ rồi, chẳng hóa ra là tảo hôn à? Không, ý tôi nói là thế này này. Anh Mão ấy, anh cưới vợ cho thằng Tuất. Dạ. Là lấy con nhà giàu cũng 12 tuổi. Dạ. Nhưng mà cưới, coi như cưới rồi. Dạ. Đến 18 tuổi thì sẽ lấy. Dạ đúng rồi. Thế bác Mùi vẫn ở với bác Ngọ chứ ạ? Mùi vẫn ở bên nhau. Đấy, bác lại đùa rồi. Nhà em lại tưởng thật. Bác Mùi, bác ấy mất rồi, bác chẳng sang cát cho bác Mùi là cái gì. Đúng. Còn bác Ngọ là vẫn khỏe, vẫn đi lại tốt. Vẫn ăn cơm. Dạ vâng. Vẫn uống rượu. Đấy, bác cứ đùa như thế là nhà em lại cứ nghĩ là thôi mà chúc sức khỏe bác ạ. Mời. Dạ vâng. Chà, cái đầu cá to gớm, con này dễ đến 3 cân. 3 cân 2 đi ạ. Dạ vâng. Ở đây ấy, người ta phân cấp rõ ràng. Nhà giàu thì ăn mình, nhà bình thường thì ăn đuôi, còn nhà em nghèo chỉ ăn đầu thôi ạ. Dạ mời bác sơi món đầu. Vâng, mời dạ. Cô chú. Cái món này ở nhà quê ngày tôi ngày xưa vẫn làm. Người ta gọi là món gì các cô chú biết không? Gọi là muối kho đồng cá. Lâu lắm tôi mới được thưởng thức cái món này đấy. Giá có ớt nhỉ? Ớt ạ, giá có ngay. Sao thế? Dạ, không có quả ớt nào.
Dạ, mời một tí, không sao. Lại đây tao uống rồi lại xót tiếp nhá. Dạ vâng, mời bác ạ. Lúc đấy, nhìn đĩa cá trong tủ của anh chị, vâng, tưởng bảy mấy quả ớt. Mình thèm ớt, thế lại cứ tưởng là ớt. Thế bác, này, cái đĩa cá của chị Tươi chị gửi xong bảo chị lấy đi lại còn... Bảo rồi, nhưng mà chị bảo là tối chị mới lấy. Cái đầu cá này mặt, dạ, nhưng mà ngọt, ngọt đáo để... Dạ vâng, để ăn cơm đấy ạ, bác ăn cơm nhá. Ăn cơm nhá, nhiều cơm lắm ạ. À, cảm ơn anh chị. Già rồi, hai chén rượu với cả cái đầu cá. Đủ rồi, à, dạ, bây giờ tôi thèm cái thuốc nào. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc nào lại nhá. Ê, bác ơi, à, này, nhớ xì vào xô cho em nhá. Rồi, nhớ xì vào xô, được rồi. Vâng. Ôi giời. Này, hả? Thế tối ông ấy ngủ ở đâu? Thì đây chứ đâu nữa. Không à, cái giường này là chỉ để cho con bạn em lên đây chơi rồi ngủ lại thôi. Ông ấy mà ngủ thì... Thế ngủ với thằng Vinh. Thằng Vinh á? Nó sạch sẽ như công tử ấy, để ông ngủ cạnh để mà lấy mùi thuốc lào à? Thế ngủ đâu? Ngồi xuống. Hả? Để tôi ra xem cho con nào nó gọi vào giờ này. Alo. Dạ vâng, tôi là vợ Quang đây ạ. À. Dạ vâng, bác Bằng ạ. À? À dạ vâng ạ. À. Sao ạ? À? Anh họ nào ạ? À? Anh họ bác ấy ạ? À? À dạ vâng ạ. À. Dạ bác ấy đang ở đây ạ. À. Dạ vâng. Dạ vâng, chúng em vừa chiêu đãi bác một bữa đại tiệc. Dạ vâng, vui lắm ạ. À. Rồi ôi, 8kg cam cá anh Vũ. Cả rượu mây nữa ạ. À. Dạ vâng ạ. À. À, bây giờ bác ấy đang uống cà phê ạ. À. Dạ vâng. Đi. Anh họ của sếp cũng là anh họ của chúng em mà. Dạ vâng ạ, à, xin chào sếp ạ. À. Ôi giời ơi. Tôi biết ngay mà. Tôi đã nghi cái gì thì ý như rằng. Tại sao anh nói dối tôi? Khổ quá. Tại sao anh nói dối tôi? Ôi giời ơi, em cứ bình tĩnh, em ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Chẳng qua anh nói dối em như thế là anh sợ em không đồng ý. Thế thôi, còn đây là anh họ của sếp Bằng cơ mà. Mà sếp Bằng là sếp của anh. Anh họ của ông Bằng, tại sao không về nhà ông Bằng lại về đây? Nhưng mà ông ấy về nhà ông Bằng thì ông Bằng sợ là ông ấy kể lể nghèo khổ rồi ông lại xin xỏ. Đến nhà mình thì là ông không quen thì ông không xin được nhà mình. Thế ông Khánh đâu? Ông Khánh á? Việc này đáng nhẽ của ông Khánh ấy. Ông lại đùn cho anh. Ôi giời ơi, đồ ngốc gà. Phân nhà phân đất đi du lịch thì người ta nhận, còn cái việc này thì người ta lại tẩy cho. Tôi không biết, bằng mọi cách trả lại cho ông Khánh. Trả là trả thế nào? Bây giờ ông đến đây rồi, bây giờ trả lại thì anh còn nhìn mặt sếp thế nào nữa? Như thế nào thì mặc xác anh, nhưng bằng mọi cách phải đùn cho ông Khánh. Đừng để cho ông ấy ngồi rung đùi mà cười thầm rằng anh là một thằng ngốc không hơn không kém. Mình ngốc thật. Nhưng mà không, tôi không ngốc, tôi có cách rồi. Thế là anh kính chuyển ông ấy cho thằng Quang, mặt nó dài như cái bơm. Không còn cách nào từ chối, đành phải đưa ông ấy về nhà. Anh chơi cái đòn này là hơi bị thông minh nhá. Hơi bị quái chứ lì. Con Nga Chiến này. Con Nga Chiến này sẽ phát điên lên. Ông Quang đến khổ với nó. Mà anh đúng là cái đồ độc ác, chơi xỏ bạn. Thế nếu anh không làm như thế mà anh lại đưa ông ấy về đây? Ôi rồi, lúc ấy thì sao? Thì em sẽ xé xác anh ra để chấm muối chứ còn sao nữa. Há mồm ra. Sẽ không bao giờ đổi thay. Bác ơi. Bác ơi, bác ơi. Hả? Bác ơi. Hả? Dạ, thưa bác. Khánh đã đưa. Anh Khánh. Hàng nhanh. Dạ. Chào chị. Dạ vâng. Anh chuẩn bị đón khách nhá. Vâng ạ, à, cứ thế ạ. À. Hả? Đón khách à?
chết rồi.